Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay, 13 tháng 7, khu vực vùng núi Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm và có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý rằng mưa rông lớn có thể giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng ở miền Bắc, nhưng cần đề phòng nguy cơ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Mưa chút xuống trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng, sạt lở đất. Mưa lớn xuất hiện, đợt nắng nóng kéo dài gần nửa tháng này ở Bắc và Trung Bộ sẽ dịu dần. Tuy nhiên, trước khi có mưa, mức nhiệt ở những khu vực này vẫn rất cao và thời tiết rất nắng nóng oi bức. Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc, sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150 mm từ chiều tối ngày 14 tháng 7 đến sáng ngày 15 tháng 7. Mưa lớn mở rộng ra toàn vùng, lượng mưa ở vùng núi Bắc Bộ là từ 40 đến 70 mm có nơi trên 150 mm. Đồng thời khu vực Trung du đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều nơi cũng có mưa to đến rất to với lượng từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Thưa quý vị, trước đó các chuyên gia khí tượng cũng nhận định từ giữa tháng 7, giải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây ra thời tiết xấu như là mưa rông, lốc xoáy, sóng lớn trên khu vực biển Đông. Sự báo sẽ có khoảng từ 2 đến 3 cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão hoạt động trên biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8.